cao hé nụ long lanh, xôn xao đồng lúa tình anh mặn nồng. Xin lễ cao trầu hai họ buồn vui, chúc cho ngày mới chúc đôi vợ chồng. Lâu vui sống chung say cuộc đời, duyên quê đầm ấm bên nhau, lều tranh một mái trước sau chung tình. Mai sau nắng đổ mưa xa, trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Mai sau nắng đổ mưa xa, trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Mai sau nắng đổ trăm năm hạnh phúc tình ta luôn đậm đà. Chúa đã ban cho gia đình của chúng con được sum họp nơi bàn thờ Chúa để lo hôn sự cho con cháu của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho công việc này. Đây là một công việc thánh thiện. Xin Chúa ban mọi nguồn ân sủng xuống để hôm nay và ngày mai chúng con được tổ chức một sự được tốt đẹp nhất trong vòng yêu thương của Chúa và mẹ Maria. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nàn thiếu thôn nước nữ đồng trinh hiển vinh sáng là Thánh Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thánh Cha tìm Đức Chúa Giêsu. Cầu chúng con. Và các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Yêu hờn dỗi và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. La 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 la
Khi tôi điện cho họ nhà trai, tức là cháu Tiến Vương đến từ số nhà 199, xin 197 Nguyễn Công Trứ, phường 2 của Bảo Lộc, có đôi lời thể hiện trong thì hôm nay chúng tôi cho 100 tay chung đi ạ. Trước khi tôi điện xuất được giới thiệu để xin phép như là tổ tiên ông bà chúng ta cũng như họ nhà trai đôi lời. Tình yêu là sơ sơ đó thấy chưa? Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai, chờ khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm thì quý chúng ta hai đình của cháu Tiến Vương và Bích Vân. Thế thì hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2018, cũng là ngày mùng 7 tháng 5 năm Mậu Tuất. Cái dấu một ngày trọng đại được sở hữu của hai đình đồng ý để hai đình kết hợp lo cho hai cháu bước vào sống hôn nhân qua cái thức đi hôn và đại đạt. Kính thưa quý vị, khi chúng ta trình người ta chầu nói tụng cái câu thế này này, chầu câu thì xanh ngắt duyên nồng, vui pha nét đậm thuốc hồng tình duyên, trà rượu bánh quả xe duyên, heo quay sinh lễ chỉnh xin ngỏ lời. Vâng, thì thưa quý vị thế này này, thực tế thì chúng ta thấy hai đình cũng phải là chức tình làng nghĩa xóm, nhưng mà hôm nay nó trở thành một cái sự thông gia xuôi gia. Trước khi chúng ta vào chương trình giới thiệu, thì tôi nhắc là hôm nay hiện diện trong cái ly hôn của hai cháu á, thì họ là cha tôi gồm có, thế là tôi là ông trẻ của cháu Tiến Vương, rồi đến ba má thì ông bà trẻ tiếp, đến tất cả quý vị trong bác chú cô dì cậu anh và Tiến Vương đến từ thành phố Hồ Chí Minh có Đồng Nai có, xin cho tay đấy ạ. Vâng, nhất thứ hai đó là gì? Nhân chứng, vật chứng thì tôi nói nãy là sinh lễ gồm có tất cả những quý vị, hai đình thống nhất là chín quả. Thế thì được biết là đây là gắn tình yêu của hai cháu qua 5 tháng chờ đợi, hai cháu Tiến Vương và Bích Vân có những cơ hội để gặp gỡ nhau, đi cùng nhau, ngồi cùng nhau, tâm sự cùng nhau. Mặc dù hai cháu có tên đường đến Mỹ nhưng mà tình yêu vẫn gắn bó với nhau cho đến hôm nay. Thì hai cháu nói như thế này: anh Tiến Vương ơi và em Bích Vân ơi, đôi ta là nợ là tình, là duyên là phận, đôi mình kết duyên, hai chiếc kết duyên tạo đến một cái hôm nay. Và tôi xin quý vị đây là thi lễ để đến đây ngỏ lời cùng họ nhà gái cho hai cháu được chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân qua đính hôn và phú quý. Và sau đó hai đình cũng được kết tình thông gia xuôi gia, hai người đều qua thành viên mới, tức là bên họ nhà gái nhận thức là cháu Tiến Vương và bên nhà trai tôi nhận một cháu thành viên mới, đó là cháu Bích Vân. Cuối cùng xin kính chúc họ nhà gái dồi dào sức khỏe trong tình yêu thương đoàn kết, giúp đỡ cho hai cháu cuộc sống hôn nhân vững vàng và tốt đẹp. Xin kính chào. Vất vả ai. Để đính hôn hôm nay của cháu Bích Vân về Tiến Vương thì cái mừng nhất là hai gia đình chúng ta đã gặp nhau và mọi cái cảm thông là chúng ta đã trao đổi. Tuy nhiên cũng phải xác định được rằng là ông bà xưa dạy rằng là nuôi con giữ ước về sau, trao tơ phải lứa, gieo cầu đúng nơi. Cái này không phải là cái hên xui mà chính chúng nó tự chủ động để đến với nhau. Thì chúng ta là người lớn đến để chứng kiến cái hạnh phúc của hai cháu và tác hợp vun bồi cái hạnh phúc của hai cháu. Về phần sinh lễ của quý vị thì chúng tôi gia đình thân tộc đàn gái ủy quyền cho bác của cháu Vân sẽ trực tiếp để tiếp nhận và cùng với đại diện của bên đàn trai, họ tổng đàn trai để thực hiện các cái việc mà chúng ta đã giao ước cách đây mấy hôm. Dạ vâng. Thôi chúng tôi xin được chào mừng quý vị và chúng ta tiến hành các công việc và chúng tôi ủy quyền cái người đại diện cho bên. Chào tay vâng. Thank you.
Cháu Vân. Dạ. Ở đây là bác của cháu Vân, ở đây là ba bố của cháu Vân, thân sinh của cháu Vân. Rồi đây là mẹ của cháu Vân. Để kết tình chúng ta phải không? Trọng tay kết vị, vỗ lại hai tay. Kết tình chúng ta rồi, đúng không? Tiếp tục dẫn để cháu dẫn. Cái bông hoa thơ đi, bà Thủy với bà bên trao cho bà bên thân mẫu của cháu Vân. Vân cầm. Chưa trang chưa. Một trao tay quý vị. Rồi. Không phải không? Nhưng bây giờ chúng ta không dùng cái vòng sắt ấy nữa mà dùng cho chứng nhân tình tượng trưng tình yêu, thì hai chứng tượng trưng cho tức là đơn hôn vĩnh hôn, là một vợ một chồng vĩnh cửu cho đến chết. Bởi thế thì tất cả trên thế giới này đã yêu nhau thể có nhẫn, bởi thế cái nhẫn là quan trọng nhất trong cuộc đời của tình yêu. Xem như đã hoàn thành. Vậy là chúng ta vui mừng cái hoàn thành này. Thứ nhất là đông đảo của bà con đôi bên. Thứ hai là trời cũng không phù lòng hai cháu, cho nên là hết sức tốt đẹp. Thế thì gia đình chúng tôi có một cái nhà ý là muốn mời quý vị bên thân tộc, bên đàn trai cùng ở lại với chúng tôi để cùng nhau nâng ly rượu mừng cho hai cháu. Đặc biệt là chúng tôi đây là cũng góp nhặt bà con từ nhiều mọi miền đất nước về, cũng như bên thân tộc đàn trai cũng thế. Thế thì bây giờ buổi tiệc hôm nay là...
anh yêu em. Đừng hỏi vì sao em nhé, hãy đến với nhau chia ngày vui. Núi cao biển xanh, sóng xô êm đềm, mình yêu nhau nhé em. Em giấc mơ của anh đến đây vui vầy, đời dài có bao lâu. Đừng hỏi vì sao anh đã yêu em, đừng hỏi vì sao anh đưa em đi theo mỗi bước chân. Thank you.
không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn của mình. Các con là bạn của thầy, nếu các con thi hành những điều thầy truyền, thầy không còn gọi các con là đôi tớ vì đôi tớ không biết việc cũng làm. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì thầy đã nghe biết nơi cha thầy thì thầy đã cho các con biết. Không phải là các con chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì con xin cha nhân danh thầy lại sẽ ban cho các con. Đó là lời Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến trần gian, chết trên thập giá, đổ máu của nước ra đem lại cho nhân loại sự tha thứ và sự bình an. Và Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại như thế. Và sáng hôm nay chúng ta chứng kiến cuộc hôn nhân của anh Giuse và chị Maria đây, và nói lên cái sự yêu thương của hai người và cùng của hai gia tộc. Bởi vì chắc chắn trong đời sống hàng ngày có những sự sai lầm, có những điều không hay không tốt, nhưng mà được xóa bỏ bởi tình yêu của Thiên Chúa. Anh chị thân mến, anh chị đến đây cùng nhau đến nhà thờ để có ý muốn kết hợp với nhau trong bí tích hôn nhân, được Chúa chúc phúc và bằng mọi sự anh chị được tình thương của Thiên Chúa. Đức Kitô giang tay ban phúc lành cho tình yêu phong phú của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi khỏi tiếng viên anh chị, anh Giuse Chu Mạnh Tiến Vương và chị Maria Nguyễn Ngọc Bích Vân, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự thi và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự tin tưởng của anh chị trước mặt Thiên Chúa và anh Giuse Chu Mạnh Tiến Vương và chị Maria Nguyễn Ngọc Bích Vân rằng họ là tôi sẽ nhiều lòng cùng với anh em khi thực vụ cũng đơn yêu như hôm nay, khi ôm đau cũng như mất mặt
Thank you.
Thank you.
Tình yêu kia đã đến bên ai, vào một đêm có gió mộng lành. Chúa trên cao trường giam lòng thành, cho người hữu duyên kết tóc xe riêng. Người con gái xinh xắn dịu hiền, chàng thanh niên anh tú đa tài. Gái với trai sánh vai vợ chồng, trọn tình nồng ân ái bên nhau. Cặp uyên ương vui giữa trời xanh, cánh chim ngàn bay quanh lượn quanh. Hỡi người yêu anh yêu em nhiều, trọn đời anh xin nguyện gửi trao. Mình chẳng quên khi mới gặp nhau, mắt hẹn giao ươm bao ước duyên. Đã quyện sâu như kiếp cau trầu, trọn về sau ta mãi gần nhau. Dù dòng đời bao tố phong ba, lòng anh luôn kiên vững thật thà. Mãi yêu em son sắt mặn mà, mình dìu nhau đi suốt con đường. Tình yêu kia đã đến bên ai, vào một đêm có gió mộng lành. Chúa trên cao trừng giam lòng thành, cho người hữu duyên kết tóc xe riêng. Người con gái xinh xắn dịu hiền, chàng thanh niên anh tú đa tài. Gái với trai sánh vai vợ chồng, trọn tình nồng ân ái bên nhau. Cặp uyên ương vui giữa trời xanh, cánh chim ngàn bay quanh lượn quanh. Hỡi người yêu anh yêu em nhiều, trọn đời anh xin nguyện gửi trao. Mình chẳng quên khi mới gặp nhau, mắt hẹn giao ươm bao ước duyên. Đã quyện sâu như kiếp cau trầu, trọn về sau ta mãi gần nhau. Dù dòng đời bao tố phong ba, lòng anh luôn kiên vững thật thà. Mãi yêu em son sắt mặn mà, mình dìu nhau đi suốt con đường. Cặp uyên ương vui giữa trời xanh, cánh chim ngàn bay quanh lượn quanh. Hỡi người yêu anh yêu em nhiều, trọn đời anh xin nguyện gửi trao. Mình chẳng quên khi mới gặp nhau, mắt hẹn giao ươm bao ước duyên. Đã quyện sâu như kiếp cau trầu, trọn về sau ta mãi gần nhau. Dù dòng đời bao tố phong ba, lòng anh luôn kiên vững thật thà. Mãi yêu em son sắt mặn mà, mình dìu nhau đi suốt con đường.